Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia trình này góp nhận club từ dự án club Red Network. Đây là một trang web của trang thương mại điện tử các bạn. Nó có hỗ trợ ok các bạn. Khi tham gia dự án các bạn nhận được 0.18 ETH, cứ khoảng 1 triệu. Rồi các bạn vô continue pizza, bánh pizza bánh nào các bạn? Nó hỏi chữ pizza, hỏi bánh bạn trả lời nha. Bánh pizza bánh nào tờ mình đó giờ quyết ăn bánh gì đâu. Pizza bánh nào tờ cái này cái nón cái chuông cái vàng bánh pizza này dính dính pizza dài gấp các bạn nhận 0.18 ETH các bạn. Rồi các bạn bấm vô này đớp nè. Rồi các bạn join hai kênh trailer và kênh channel của nó nè. Các bạn join hai kênh nha các bạn. Wow, các bạn chờ mình lót chút lót. Cái Telegram mình quá đầy các bạn thông cảm nha các bạn. Rồi các bạn nhân kênh các bạn. Đây hiện tại có số người 6.000 mấy người tham gia các bạn. Đây dự án của mình hy vọng là uy tín rồi. Rồi các bạn làm lại đi ăn được ăn các bạn. Giá hiện tại 0.18 ETH có khoảng triệu mấy gần 2 triệu nữa nha các bạn. Rất là ngon luôn. Chạy được thôi. Giờ mình chơi free mà mắc mát gì đâu. Các bạn chơi cứ chơi mà trải nghiệm nha các bạn. Có kèo airdrop các bạn cứ làm, có kèo airdrop cứ làm nha các bạn. Chủ yếu là mình đầu tư vào kiến thức chứ tiền bạc thì mình cũng vẫn về được ăn không được thôi nha các bạn. Rồi các bạn like tự quyết đó nè. Test lại bình luận nè. Đó, các bạn mới đáp lại nha các bạn. Cái này mình làm chút thời gian anh gọi thôi nha các bạn. Rồi bạn bấm submit đi tên nha các bạn. Rồi hỏi bạn cái kênh channel không bao bấm reset tiếp nha bạn, reset chứ lộn. Rồi hỏi bạn bấm reset nữa nha bạn. Rồi nó kêu bạn follow YouTuber and Blue Fire. Rồi các bạn gửi là username Tower các bạn. À còn anh để chút mình hướng dẫn các bạn lấy username Tower các bạn. Vì mình đang làm biến quay lại của các bạn. Bây giờ là thứ 9. Rồi các bạn gửi cho nó các bạn. For extend username Tower. Các bạn gửi cho nó các bạn. Các bạn gửi dùng địa chỉ C20 wallet trên ví chút wallet Mister wallet MetaMask in token các bạn, không được dùng sàn. Rồi các bạn ETH cho nó nè. Trời ơi. Vô cái máy điện thoại ơi, quá trời nhiều kèo, mày đừng có hết trung lượng, giúp tao vài bữa nữa đi, tao nâng cấp mày lên nữa. Rồi các bạn gửi vào nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho nó nha các bạn. Rồi như vậy mình đã nhận được, đây là link ghép của tất cả các bạn nha các bạn lấy link ghép cho gửi cho giới thiệu dùng quà, mỗi một lượt ghép các bạn nhận 0.08 ETH các bạn. Rồi đây cái Tower thì các bạn mở Tower của mình ra, mình hướng dẫn các bạn lấy username các bạn. Các bạn nào mới thì biết rồi thôi, còn bạn nào cũ chưa biết lấy thì bạn nhấp vào ba chữ gạch nè các bạn. Tower của mình nè, username Tower mình nè, cộng win nè, chỗ này nha các bạn. Vậy video mình kết thúc. Chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.